có mỗi cái xô này, cưng cái xô này, sau đó là múc lại thành múc lại vào cái xô bé để xách vào nhà để sử dụng, không có gì để chứa cả. Đợt đó mình vào mình quay cái gáo này một lần này, cái gáo này rất là cổ, cho vào bảo tàng được rồi đấy. Cảm ơn cháu Ngân Nguyễn. Cảm ơn cháu Mi Mỹ Huỳnh. Cảm ơn cháu Mi Mỹ Huỳnh. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới sức khỏe. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Cách đây 47 năm về trước thì quân và dân ta đã kiên cường đánh thắng được đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và hôm nay thì nhiều cái địa phương trong cả nước cũng diễn ra nhiều sự kiện để chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đấy thì nhiều gia đình cũng tranh thủ cái dịp nghỉ lễ để đến những cái nơi du lịch cũng như là nghỉ dưỡng. Còn đối với Minh Hiếu thì cũng tranh thủ những cái ngày nghỉ như thế này để đến với những cái hoàn cảnh khó khăn. Và cái hoàn cảnh hôm nay Minh Hiếu sẽ đưa tất cả mọi người đến thăm đó là cụ bà Lý Vàng Thị Ly. Thì cái hoàn cảnh của cụ này ấy, thì thực sự là đã được em Hiệp Tam Giác Mạch và quay video và chia sẻ trên kênh. Sau khi chia sẻ video thì nhận được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cũng như khán giả yêu quý, đặc biệt là nhận được sự ủng hộ của tấm lòng vàng của chị Ngân Nguyễn, Zalo là Ngân Nguyễn, gửi cho bà ấy, bà cụ là 500.000 đồng. Và cô Mỹ Huỳnh gửi cho cụ là 2.293.000. Còn một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho bà là 207.000. Còn tổng số tiền là 3 triệu đồng. Thì sáng nay thì Tam Giác Mạch cũng đã chuyển cái số tiền đó để cho Minh Hiếu đến mua quà, cũng như là số tiền còn lại sẽ trao cho bà cụ Ly. Thì tiếp tục lại được sự tin tưởng của em Hiệp Tam Giác Mạch. Thì cái món quà này ấy, thì cũng đã gửi qua em Hiệp. Trong quá trình vừa rồi thì ở trên này dịch Covid-19 ấy, thì tương đối là phức tạp nên là em Hiệp cũng chưa vào trao được. Đấy, thì hôm nay thì Minh Hiếu sẽ trực tiếp vào trao cái món quà này cho bà cụ Ly. Đấy thì Minh Hiếu cũng nói qua một chút, thì Minh Hiếu cũng mới bước chân vào cái con đường thiện nguyện, do vậy là kinh nghiệm còn khá là non. Minh Hiếu rất hy vọng là nhận được sự ủng hộ của quý bác anh chị và khán giả yêu quý, đóng góp cho Minh Hiếu để hoàn thiện những cái chương trình, những cái video tiếp theo để nó tốt hơn, nó đẹp hơn nữa. Đấy thì hôm nay thì Minh Hiếu có trong cái số tiền 3 triệu ấy thì có mua một 50 kg gạo, một thùng mì tôm và hơn 3 cân thịt một chút. Thì cái số tiền đã chi cụ thể là bao nhiêu thì Minh Hiếu sẽ ghim ở trên video để cho quý cô bác anh chị có thể tiện theo dõi và mua thêm cái nhu yếu phẩm cho bà, bởi vì là bà cụ này thì cũng khác ở riêng. Đấy, xong là như là cái mâu thuẫn gia đình giữa mẹ chồng và con dâu, rồi là nhiều cái vấn đề khác nên là bà cụ không ở chung với cái cậu con trai của mình, như là cậu con trai ấm của mình ấy, nên là bà cụ khác ở riêng và sinh hoạt riêng, ăn uống riêng, mọi thứ riêng hết. Đấy thì có những cái thiếu thốn gì thì bà lại có thể, nếu mà gọi điện nhờ được người khác đi chợ, tận chợ Yên Minh ấy để mua, nhưng mà nếu mà không nhờ được thì bà cũng rất là khó khăn để mua những cái món đồ như này. Thì hôm nay Minh Hiếu cũng mua gần như là đầy đủ cái nhu yếu phẩm để sinh hoạt hàng ngày cho bà cụ. Còn ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng di chuyển vào nhà của bà cụ nhé. Cháu mua một bao gạo. Gạo này bao tiền bao? 600. Cháu lấy bao? Theo mình. Vâng, ok. Thế cháu lấy bao?
Bao này là 50 cân đấy nhỉ? 50 cân. Sao 100 nghìn này? Vâng. 600 tròn đấy. Đây chú bán cả cám các kiểu ạ nhỉ. Cám gà, cám vịt, cám lợn ạ. Rồi ok, cháu về luôn lên chú ạ. Đây phải khoảng độ gần 40 độ. Cháu cô cho cháu một thùng mì tôm hả? À chị rồi, cô Hương. Gọi cô lớn tuổi quá hơi ngại. Em xin phép quay một tí nhá chị nhá. Em mua hàng là đi thiện nguyện nên là quay xin quay hình ảnh tí. Cho nó thực tế rồi anh. Vâng. Vâng, một thùng cái gì vào đây lại quên mất rồi. Đây một can dầu ăn này, dầu ăn à, xíu thọ chỗ nào nhỉ chị? Mẹ bên cạnh nhỉ, đằng sau em. Một hộp bao tiền? 25.000. 25.000 ạ. Một hộp 100. Dầu ăn, sữa, mì tôm, súp, một canh. Hải Châu này bao tiền? Hải Châu 4.000. 4.000 một gói à? 5.420. Làm một cân luôn là 900 gram nhỉ? Cái to nó làm đấy, phân biệt đấy. Gì vậy? Cho gọi đường. Sữa là cả cái đường, đường sữa. Hào Hào bây giờ vẫn 100 à? Ừ, 100. Sang tháng là lên 110. À, đừng dự báo trước cơ. Báo nó sáng cây. Bắt đầu mùng 1 tháng 5. À. Hôm nay 30 rồi đúng không? Chung. 100 tròn luôn à?
Bốn trăm. Qua một cái quá trình di chuyển thì hiện tại thì mình Hiếu cũng đang có mặt ở nhà bà cụ Ly Vàng Thị Ly rồi. Thì sau đây mình sẽ không biết là bà có ở nhà không? Cửa thì mở rồi. Cha ơi. Cũng mà đủ lắng á. Mình cũng nói trên video này một chút là bởi vì bà cụ là cũng không nói được tiếng phổ thông ấy, nên là mình sẽ dùng hai cái ngôn ngữ nó song song, vừa nói tiếng phổ thông và vừa nói tiếng dân tộc để mình, xong là mình sẽ phiên dịch lại để cho mọi người có thể là nghe được, có thể hiểu được ví dụ cái nội dung của nó, của câu chuyện đấy. Đấy, sau đây mình sẽ xem. Có bài chưa? Ồ. Ồ, làm một. Cái nước văng đây. Lắc nước nha. Bà cụ đang lấy nước. Bao 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 không có gì để hứng, chỉ có mỗi cái xô này, hứng cái xô này, sau đó là múc lại thành múc lại vào cái xô bé để xách vào nhà để sử dụng, không có gì để chứa cả. Làm cái đó tao ăn được rồi chứ? Ăn cũng vì cái ní. À. Đặt lại cho mấy cầu đầy cái này. Các bạn có thể nhìn thấy là vào mùa này ấy, thì cũng là cái mùa hạn hán đấy, nên là nước hiện tại là còn từng giọt này thôi, nó không còn về nhiều nữa. Ốc chảy mới chảy lên. Ốc chẳng té có húng con mây húng cái ní. Chỉ là mét đó. Ốc cuồn là quần đúng không? Ốc quần nướng. Nhằm trai tăng nghe răng tăng tiến tốt tiến này. Ốc bột dẫn rồi chứ mà. Ừ. Đây thì lấy nước của bà thì lấy ở trên khe này. Cũng chó này thả rất nhiều. Tè biết là hủ rong này, cái lo chung này. Hủ rong này, thì phi rong này tè chung. Đấy, nếu mà sử dụng như này mà trời mưa thì đục một cái là khả năng là không có gì để dùng nước rồi. Nếu mà bởi vì là không có gì chứa này, có một cái xô này. Đây cái gáo này, đợt đó mình vào mình quay cái gáo này một lần này, cái gáo này rất là cổ, cho vào bảo tàng được rồi đấy. Sau đây
Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng vào nhà nhé. Ra ra chứ. Làm gì vậy? Đó, đó. Chuông lên. Ôi trời ơi, đây là cái chỗ để nước của bà này. À đây, ở trong này có một cái này. Cũng y hệt như thế luôn. Ăn cái đá cái mặt này chứ? Bình tông không? Ăn tươi, phải bông, phải bộ đùi đầy đó. Phải bộ đùi đầy không? Ừ. À cái này là từ cái thời chồng của bà là đi bộ đội, là cái này chắc là đựng đựng canh đựng cơm gì đấy ngày xưa. Tưới tao hầu cũng nhá. Tưới tao hầu. Ừ. Cái bát đựng ăn cơm. Cái này là rất là cổ rồi đấy. Mà phải hàng tốt thì mới còn dùng đến bây giờ. Hôm nay kỷ niệm 30 tháng 4. Đây. Kỷ niệm 30 tháng 4 nhìn thấy cái này là người cứ để bát để ní. Đấy, bà trong nhà vẫn luôn đất củi này. Thì đây là toàn bộ cái khu vực bà nấu nướng ở đây, gian bếp bà, do là cũng không có cái chạn bát đấy nên là bà để khá là lộn xộn một chút, với lại bà cũng sống một mình nên là rất là khó có thể là sắp xếp những cái góc bếp rồi là cái món đồ nó gọn gàng được. Đây. Cái này là tấm phên này, là như quý vị nhìn thấy là xuống cấp hết rồi, bị về gió thổi là sẽ vào, và trong một thời gian mưa gió là không đảm bảo tí nào đấy. Như ban nãy mình nói ấy, thì trong cái số tiền 3 triệu đồng kia thì mình Hiếu đã mua một cái bao gạo này là 50 cân là đã 600.000 đồng. Đây là ba cân thịt cho bà bảo lâu lắm không có miếng thịt nào rồi nên là mình Hiếu mua ba cân rưỡi thịt lợn này. Đấy, xong là cái này là mắm muối mì chính đường sữa. Đấy, cho bà 4 hộp sữa Ông Thọ, một gói đường và một bịch dầu ăn, một gói mì chính, 4 gói súp. Tổng trị giá cái này là 400.000 đồng, cái này là 350.000, 400.000 đồng là cả cái hộp mì tôm này nữa. Đấy thì tổng chi phí đã chi đi là 1.350.000 đồng. Số tiền còn dư là 1.650.000 đồng nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ đưa món quà này đi vào trong nhà đi. Đó, một lát nữa. Ôi, 50 cân. Bao gạo này thì bà cụ bà ăn chắc phải 3-4 tháng thoải mái. Đặc biệt là cái trong thời gian này là cái mùa giáp hạt của tất cả những hộ gia đình ở trên vùng cao này nói chung. Và bà cụ thì cũng đang vào mùa giáp hạt nên là mình mua bao gạo này cho bà thì quá yên tâm. À, xuống rồi. Xuống cân đây nào. Mười được cay ốc các bạn này.
bỏ mấy tí xuống đó. Giang thì hơn một cân đấy đúng không? Không, mấy can hơn nha, là tóc nha. Đấy, cái bậc thang này là bà này. Trước là bà còn trèo từ đây lên gác này để cất đồ. Cái này làm tôi mà là bỏ mấy tí xuống, họ được xuống can. Và bây giờ là không dám trèo rồi. Đấy, từ hôm nọ vào đây thì gặp bà là vẫn còn, bà vẫn còn khỏe khoắn. Chia sẻ video thì cách đây cũng rất là lâu rồi. Thì hôm nay mới có dịp vào đây để thăm bà cụ. Đấy, như mới đầu mình nói rồi, bà năm nay là đã biến để xét bên thì nó xét bên gì anh? Xét bên gì không? Bà năm nay được 78 tuổi rồi. Đấy. Đấy, sang năm là bước sang tuổi 79 rồi. Nhưng mà bà ta còn là bắn như là lằng lằng hố biết rồi. Hào tóc cha sáng rồi. À. Cái lưng của bà bị còng ấy. Là do ngày trước là trèo cầu thang này bị rơi này. Nên là lưng của bà bị còng này. Ta còn là số mà. Ta còn là số rồi mà. Tóc xuống quay lại. Dù ăn ran sáng tao tóc ăn phi tâu. Phải là hương. Mà tao tóc cha sáng quay lại cần là bắn lằng hố tổ ấy rồi. Đấy thì bà bị rơi hai lần ở cầu thang này nên là cái cầu thang trèo lên nhưng mà bị rơi hai lần nên là lưng bị còng như thế. Nhưng người bà nhỏ xíu này thì thực sự là nhìn là vẫn còn khỏe, bà còn khỏe đấy. Bà bây giờ bà khác như lúc nãy mình nói là bà khác làm và khác ăn, khác nấu nướng này, ăn riêng ở riêng luôn, không ở chung với con trai. Cái do cái vấn đề gia đình nên là bà không ở với con trai được nên là bà chấp nhận cái cuộc sống một mình như thế. Đấy. Đấy, ngon lá tàu đây là tắc quân ao hiệp ấy thì tàu quay là giá cái này là để mạnh thường quân ao sen là giá. Tổng lên tăng lên 3 triệu. Đấy, 3 triệu đây làm sư đấy, cái căn này sư hầu ở ra này. Sư nô ở ra này. Đây lúc nó hát làm hết điện đấy. Nè lưu chiều nâng 3 bạc hà chiếp chiến. Đây nhăng lửa chiều nâng rốc bạc hà chiếp chiến tếm. Đây sẽ làm sẽ ô cái số tiền xem này ra. Đấy. Đây lại con sư để đây thì mình có nói là hôm qua chia sẻ của em Hiệp, video của em Hiệp trên kênh Tam Giác Mạch ấy thì nhận được sự ủng hộ của tấm lòng vàng của cô Ngân Nguyễn, Zalo là Ngân Nguyễn, 500.000 đồng, và địa chỉ cô Mỹ Huỳnh 2.293.000 ấy, thì còn lại là một cái mảnh thường quân giấu tên là 207.000. Thì Minh Hiếu cũng đã mua những cái này. Thì ban nãy Minh Hiếu cũng nói rồi. Thì đấy. Thì Minh Hiếu cũng chuyển lại những cái lời này để cho bạn. Bà có cái này gọi là cái chum, cái vải. Khá là đẹp hết. Nếu mà có một cái tét đựng nước cho bà nó thì quá hợp lý rồi. Không có là nước đấy. Nếu mà dùng nhiều là không đủ luôn. Okay.
Bây giờ mình sẽ hộ bà ướp cái số thịt đấy nhá. Ăn phút ngân tức đầy cho chắc. Đầy cho mình. Đây bây giờ đây. Đầy. Ướp con đầy bác. Ừ. Chó rác người ta vào đâu. Ừ. Ra chỗ bên này. Sao đấy? Ngày cái biết đâu hình á? Ừ. Mình sẽ chia từng miếng luôn, từng miếng nhỏ cho bà dễ ăn luôn. Thường thường là ướp muối là không nên rửa các bạn. Khi nào mình ăn thì mình mới rửa. Sốc chuyện bữa giờ cả ta giác xuôi thôi. Xuôi lấy tao ướp bị pan vô chưa bao. Xuôi lấy ướp thì hấu. Này hám ăn miếng này để cho bà thôi. Hám ăn miếng hám ăn là chua giác cả biết không? Hám có sáu bây giờ. Thế chỉ hậu để chính mà bông đi lẩu tu mang cuốn nó. Ướp ở thế sao họ đấy. Đấy, toàn là cái thịt lợn ngon thôi. Làm mấy cái đó. Làm miếng cho đỡ hỏng. Bình thường thôi mà. Không mặn thì sợ nó ấy. Mình ướp vừa sợ mặn quá bà lại không ăn được. Mặn quá vừa thì hết luôn. Các đâu. Ừ. Vừa rồi thì mình cũng đã mua thịt và cũng đã hộ bà ướp muối rồi. Bởi vì là bà cũng không có tủ lạnh nên là chỉ có cất trữ bằng cái đấy thôi. Ướp muối cất xong để ăn dần thôi. Đấy, không có thì để ngoài cũng hỏng. Đấy, còn bây giờ là cái số tiền còn lại thì mình sẽ trao cho bà cụ. Thì thoảng là bà có mua cái gì thì là bà sẽ nhờ người mua hộ. Đấy. Thì số tiền còn lại là 1 triệu. Một triệu 650.000. Này nhắm cái chiều rock park Hà Sinh Viên này ra này. Năng lửa cao. Sáp chiều đây lán sư lấy cái tin gì? Bài được lán đúng. Đây này. Ra rồi càng chiều video này. Video à? Càng xoắn được ra. Cái lực càng lán nóng à? Đấy, mình đang dạy bà nói tiếng phổ thông tập nói cho nào. Ra học càng hào cảm ơn cháu Ngân Nguyễn. Cảm ơn cháu Ngân Nguyễn. Cảm ơn cháu Mỹ Huỳnh.
Cảm ơn cháu Mỹ Mỹ Hình. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Và Mạnh Thường Quân giấu tên. Cảm ơn sai toàn. Bà không được học nên là nói như thế là rất là tốt, chứ tôi là bà nói được tiếng phổ thông đấy. Đã gửi tiền giúp đỡ cho bà. Đã gửi tiền giúp đỡ cho bà. Bà cảm ơn nhiều. Bà cảm ơn nhiều. Đấy, thật sự bà cũng nói được tiếng phổ thông, nhưng mà phải chắc kiểu lâu ngày bà không nói thì nói hơi khó một tí. Thì đấy, thì cái số tiền còn lại thì Hiếu sẽ trao lại cho bà. Thì lúc nào bà có mua thêm cái gì thì bà sẽ nhờ mua và nhờ người giúp mua. Đấy, thì đến đây, thông qua video xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới cô có Zalo là Ngân Nguyễn và cô Mi Mỹ Huỳnh, cũng như là Mạnh Thường Quân giấu tên đã gửi những cái món quà vô cùng ý nghĩa. Mình Hiếu đã mua cái bao gạo 50kg để cho bà ăn trong cái thời gian giáp hạt này. Đấy, thì một lần nữa Mình Hiếu xin được cảm ơn các cái Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ hỗ trợ cho bà. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Mình Hiếu. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và hy vọng là quý vị luôn luôn ủng hộ cho Mình Hiếu. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Mình Hiếu nhé. Cuối cùng xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.